Không? Nhảy kiểu mà hip hop giật giật như á. Là vậy à, break dance, break dance. Để xem cái tài năng của chúng ta nhảy như như cô ấy giới thiệu là nhảy bẻ người. Action. Nhìn Diệu Nhi nhảy tưởng như là coi phim zombie á. Đúng rồi á. Mà tay chân em rút rút rồi. Mà cái mặt rất là sâu. Cái mặt không phải là khi nhảy người ta biểu cảm này. Là vậy đúng không? Còn Diệu Nhi là cái phần này là phần nói chuyện cho nó vui để thoải mái để mình chơi cái game. Mà cái game này có cái tên rất dễ thương. Cái tên mà chúng ta nghe là hiểu mình phải làm việc gì trong cái game này. Đó chính là